Đứng ra đi chơi rồi, em bắp, chuẩn bị quần áo để anh em mình đi chơi. Nhớ mặc áo màu vàng chống anh nhá. Các bạn ơi, hôm nay mình với đứa em mình sẽ đi chơi các bạn nha. Và chúng mình sẽ mặc áo màu vàng để cho nó nổi các bạn ạ. Em bắp, anh bảo em mặc quần áo màu vàng mà sao em lại mặc quần áo màu xanh mà kiếm đâu ra cái áo rộng như thế này? Ui dồi ôi, bên tay này xem nào. Ui các bạn ơi, đây là bộ quần áo người lớn à. Đen. Quần áo quá rộng luôn. Em đi màu xanh chưa? Nhưng mà không được đâu, em phải thay quần áo màu vàng. Ai lại đi mặc cái quần dài ơi là dài như thế này? Cái tay thì dài, đâu là giơ hết tay ra anh xem nào. Có cái... Đi thay quần áo màu vàng đi. Mình đã dặn là mặc quần áo màu vàng rồi, lại đi kiếm đâu cái bộ quần áo màu xanh rộng thùng tha thùng thình. Em bác, anh đã bảo em mặc quần áo màu vàng rồi, tại sao em vẫn mặc quần áo màu xanh? Màu xanh này không đổi đâu, đi thay quần áo màu vàng đi. Em đi mặc quần áo màu xanh rồi. Mình thì thích mặc áo màu vàng, còn em trai mình lại thích mặc áo màu xanh các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mua kẹo màu vàng, còn em trai mình sẽ mua kẹo màu xanh. Nếu mà ai mua được nhiều kẹo màu vàng hoặc màu xanh hơn sẽ là người chiến thắng các bạn nhá. Mình có một cái bình sữa bằng bông, bây giờ mình sẽ cho em bắp uống. Chắc chắn là em bắp tưởng là uống được đấy các bạn ơi. Em bắp ơi, anh có một cái bình sữa, anh cho em uống này, uống đi uống đi. Đau quá các bạn ơi. Thôi bây giờ mình với em bắp cùng nhau đi mua kẹo màu sắc các bạn nhá. Đi thôi. A few moments later. Mình với đứa em mình đã đi về rồi các bạn ạ. Mua được rất nhiều kẹo luôn. Và đây, xem kẹo màu xanh đầu tiên. Mua được là gì đây? Ơ, em bắt. Anh bảo mua kẹo mà cho em lại mua đồ chơi. Đây là đồ chơi gì đây? Chọc kiếm vào đúng không? Rồi, đến lượt anh, đến lượt anh. Giữ cho anh nào để anh chọc cái này vào này. Rồi, tiếp theo đến là em. Đến lượt anh à, gần hết rồi, gần hết rồi. Giữ cho anh nào, giữ cho anh để anh chọc nào. Ui chui chui. Ui chặt hết. Bung cả ra rồi các bạn ơi. Cái đồ chơi này cắm hết tất cả các kiếm vào rồi mà cái đầu nó vẫn chưa bật ra các bạn ạ. Chắc chắn là hỏng rồi. Tá em. Còn đây là kẹo màu vàng của mình các bạn nhá. Trứng khủng long luôn. Rồi. Ồ, bên trong có một con khủng long các bạn ơi, một con khủng long màu vàng thì cái rồi thêm một cái thìa bé xíu 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 các bạn ạ. Đó, còn đây bên trong này, bên trong này là rất nhiều kẹo này. Ồ, kẹo màu vàng luôn. Wow, em cũng có trứng khủng long màu xanh à? Thế là mua giống anh đúng không? Thử đập ra xem bên trong của em có gì nào. Tình em à. Wow, đây cũng có một con khủng long màu xanh các bạn ạ. Hóa ra ở bên trong quả trứng màu xanh thì là có con khủng long màu xanh này. À, đây một cái thìa nữa, bé xíu 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 luôn. Dạ em, mình có cái bánh pizza màu vàng này các bạn ơi. Trời ơi, rất là ngon luôn. Thế à, thế anh cũng không cho đâu. Các bạn ơi nhìn này. Rất là ngon luôn. Nhèm nhèm nhèm. Hóa ra là đang thèm các bạn ạ. Không cho đâu, cứ thèm đi, thèm đi. À, không cho ăn tức quá hút đầu vào đấy à? Hả? Wow. Cái gì đây hả em bác? Hả? Cho tay vào đây đi. Cho tay vào đây á? Để làm gì? Hóa ra đây là cái kẹo càng cua, có thể kẹp ra, kẹp vô, rất là hay các bạn ạ. Tật tật tật. Tiếp theo mình có kẹo pororo. Em bắp,
màu xanh, nhưng mà tất cả chỗ này là màu vàng, với lại chỗ này anh mua mà. Thôi. Vậy là mình với Bắp đang đều nhau về số kẹo rồi các bạn nhá. Em Bắp, em thổi cái gì đấy, đừng thổi nó điếc tai quá. Đây là kẹo máy bay trực thăng à? À đâu, đây là con cá mập nhưng mà có cánh quạt giống máy bay trực thăng đúng không? Thổi nó giống cái còi, thổi thì cánh quạt này nó bay quay à? Bên dưới này còn rất nhiều kẹo này. Không ngờ em Bắp lại chọn được cái kẹo ngon như thế. Từ nãy đến giờ em Bắp có rất nhiều kẹo màu xanh độc và lạ rồi, nhưng mình cũng không kém đâu các bạn ơi. Mình có một cần câu này, chú gấu đang câu cá này, bên trong này có rất nhiều cá luôn các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cá ra nhá. Đây này các bạn ơi. Đấy, nhiều cá không? Bây giờ mình chuẩn bị câu cá cho các bạn nhá. Cá của tôi mà. Gà đây. Có cần câu mà bị cướp hết cá rồi các bạn ơi. Trời ơi, còn cướp luôn cả cần câu của tôi à? Cướp cần câu của mình, cướp cá của mình về để câu cá. Trời ơi. Thế là mình đã được cộng thêm một điểm. Chắc chắn là em Bắp hết kẹo rồi các bạn ơi. Giống cả kẹo ở trên mũ. Đây là kẹo gì đây? Một chiếc kẹo màu xanh, nhưng mà không biết kẹo gì mà có mấy hàm răng thế này hả các bạn? Đây là một cái kẹo mút. Răng luôn. Ôi, định làm ba cái rồng à? Đây là một cái kẹo mút hamburger rất là ngon luôn. Chưa được ăn mà đã ăn rớt của mình rồi. Dẻo dẻo, ngon ơi là ngon luôn. Hết kẹo rồi đúng không? Chưa hết kẹo đâu. Để xem nào, chưa hết kẹo còn chạy đi đâu. Đi vào cái nhà bảy chắc của vào mày để làm gì đây? Có cái gì đây hả em Bắp? Kẹo robot à? Đây là kẹo Lego đấy. Kẹo Lego hả? Chặt quá bóc mãi không được các bạn. Hết sức rồi. Bắt đầu. Ôi, cuối cùng cũng bắt được rồi, để xem bên trong có gì nào mà nó chặt như thế này. Kẹo hình gì đây? Robot đúng không? Một chiếc kẹo hình màu đỏ đó này. Đây là một robot màu vàng này. Ngon quá em Bắp ơi, cho anh xin cái nữa nào. Cái đồ ăn pha này. Không do ăn trốn rồi các bạn ạ. Vẫn nhìn thấy kìa cả. Trốn đi đâu. Lấy đi. Cho xin cái nữa đi. Thôi chết rồi các bạn ơi. Mình hết kẹo rồi. Mình nhớ ra rồi. Trong túi mình lúc nào có một cái bánh. Đây là kẹo Doraemon. Kẹo này còn có cả hình rắn cơ. Mình sẽ bóc cho các bạn xem nhá. Rất là ngon. Ở đây là một cái hình rán, mình sẽ rán cho các bạn nhá. Anh nói rồi, cho em đi. Cho em á? Còn lâu. Cái này đúng không? Đây nha các bạn nhá, hình rán đây nhá. Sau khi đã nhúng nước các bạn ạ, ướt đây này. Bây giờ hãy bóc ra xem nhá. Xem thành quả nào. Đẹp không? Đẹp. Cái gì đây? Đồ chơi gì à? Ô, quả địa cầu. Ôi gì trái đất này. Nhưng mà mình đang thi ăn kẹo mà tự lên lấy cái này ra làm gì hả em Bắp? Kẹo đấy. Kẹo á? Đâu? Dính nhờ luôn các bạn ạ. Như kiểu là một quả bóng bàn ấy, nhưng mà còn mềm hơn cả bóng bàn luôn. Nhân đen chi. Ăn đi. Bây giờ mình không tìm được ra đồ ăn màu vàng nữa các bạn ạ. Có khi nào em Bắp thắng mình không? Cái gì đấy hả em Bắp? Vẫn còn nhiều kẹo thế này á. Đây là kẹo gì đây? Đây một gói kẹo này, không biết là kẹo gì. Đây một gói kẹo chắc là Doraemon. Đây kẹo cấu trúc, đây kẹo Doraemon. Đây là kẹo thỏ này. Và đây là một cái kẹo hình con mắt. Kẹo mút hình con mắt.
Em bắp vẫn còn rất nhiều các bạn ạ. Thế thì mình thua em bắp là cái chắc chắn rồi. Leo 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 thua rồi nhá.